khi sử dụng sản phẩm của doanh nghiệp. Vậy tạo ra niềm tự hào là đích và bằng sản phẩm của doanh nghiệp là pháp. Vậy khi đó đích sẽ là cố định, tức là khách hàng họ sử dụng sản phẩm của mình họ tự hào là cố định. Vậy thì các sản phẩm nó sẽ biến thiên theo thời gian, miễn là làm họ tự hào. Hệ tư tưởng, tôi lấy ví dụ hệ tư tưởng của doanh nghiệp là sứ mệnh. Sứ mệnh của doanh nghiệp là sinh ra để tạo ra cảm xúc gì đó cho khách hàng. Tôi lấy ví dụ là một công ty nào đó họ ra một sứ mệnh thế này: tạo ra niềm tự hào cho khách hàng khi sử dụng sản phẩm của doanh nghiệp. Như vậy tạo ra niềm tự hào cho khách hàng là gốc. Bằng khi họ sử dụng sản phẩm của doanh nghiệp thì sản phẩm của doanh nghiệp là pháp. Như vậy khi bạn đặt, bạn hỏi bất cứ cái gì, bạn đều nói, bạn phải phân biệt ngay được đâu là đã đích, đâu là pháp. Tạo ra niềm tự hào cho khách hàng khi sử dụng sản phẩm của doanh nghiệp. Vậy tạo ra niềm tự hào là đích và bằng sản phẩm của doanh nghiệp là pháp. Vậy khi đó đích sẽ là cố định, tức là khách hàng họ sử dụng sản phẩm của mình họ tự hào là cố định. Vậy thì các sản phẩm nó sẽ biến thiên theo thời gian, miễn là làm họ tự hào. Đấy, cho nên như anh Vượng, anh ấy bán nhà của Tham City thì anh nào sở hữu nhà của anh Vượng cũng tự hào. Anh nào sở hữu nhà Royal City cũng tự hào. Anh nào mua được cái ô tô của anh VinFast của anh Vượng cũng tự hào. Vậy thì ai mà mua sản phẩm của bác Vượng mà cũng tự hào thì có nghĩa là bác đã tạo ra được một cái thương hiệu là gì ạ? À? Sản phẩm của Vin là sản phẩm cao cấp. Như vậy, đấy chính là tư tưởng của doanh nghiệp. Thế còn sản phẩm nó chỉ là pháp. Vậy thì nay có thể Royal City có siêu thị ở trong lòng đất. Nay là Vin City thì có Tham City thì có nhạc nước. Nay là Ocean Park City, Ocean City ấy, Ocean gì đấy thì có đại dương. Ngày kia thì có cái tòa nhà trong Sài Gòn thì là cao nhất. Ví dụ như vậy. Thì như vậy người ta tạo ra điểm nhấn để cho mình tự hào. Vậy thì rõ ràng các pháp sẽ biến động liên tục và đích thì là cố định. Và nếu như chúng ta bị chấp vào cái việc là năm ngoái mình làm Royal City và có siêu thị trong lòng đất và chúng ta đã bán rất là tốt, thì lần này bất động sản thứ hai của ta cũng có siêu thị trong lòng đất và phát sau có khi lại không bán được nữa, thì như vậy chúng ta bị dính vào câu chuyện chấp pháp. Vì pháp được biến đổi, vì pháp để thỏa mãn lòng người. Vì vậy lòng người, nhu cầu của lòng người, của phân khúc khách hàng họ không thay đổi, nhưng pháp thì nó sẽ biến động. Cho nên như vậy được gọi là chấp pháp. Hay là tôi lấy ví dụ, bạn tạo ra cái kính chẳng hạn, thì bạn bảo là giúp cho người già, ví dụ như tôi chẳng hạn, đọc một cách dễ dàng, đúng không? Đọc một cách dễ dàng. Như vậy là đơn vị giúp cho người già đọc một cách dễ dàng bằng các phương tiện trợ lực về thị giác. Tôi lấy ví dụ như vậy. Thì cái trợ lực về thị giác là cái phương tiện, còn giúp cho người già đọc một cách dễ dàng thì là mục đích. Vậy thì bây giờ nó là kính, hay nó là một cái chồng, hay là nay mai nó là một cái khỉ gió gì cũng được, miễn nó là một cái pháp và giúp cho người già đọc một cách dễ dàng. Vậy thì cái pháp này nó có thể thay đổi liên tục, nhưng cái đích thì không thay đổi. Bạn có ý dung không ạ? Vậy thì vạn pháp có thể thay đổi, nhưng tư tưởng của pháp là không thay đổi. Thì như vậy gọi là không chấp pháp. Hay là resort cũng vậy. Cái resort chúng ta nhìn thấy thì nó là hình tướng của resort, nhưng mỗi resort nó có một cái tư tưởng khác nhau.
Ví dụ resort mang lại sự an lạc cho người, tạo ra một cái an lạc cho khách hàng sau một kỳ nghỉ, thì cái phong cách của cái resort đấy nó khác. À, và cái an lạc cho khách hàng sau trong sau một kỳ nghỉ thì đó là tư tưởng của resort, nhưng cái pháp ở trong đó nó có thể thay đổi theo thời gian. Ừ. Ví dụ bây giờ là mọi người có thể là thích đạo Phật, thì để phong cách đạo Phật thì đến đấy mọi người ngồi thì cảm thấy an lạc. Và một ngày nào đó mọi người còn không thích đạo Phật nữa, mọi người vào chỗ đấy là một bãi đất cỏ trống thì đó là an lạc. Thì đấy, lúc bây giờ pháp của chúng ta là bãi cỏ trống. À, sau này trẻ con nó bảo muốn an lạc thì phải có nhiều cái khu vui chơi thì nó mới an lạc, thì khu vui chơi có khi lại tạo ra an lạc. Vậy thì khu vui chơi hay là chỗ ngồi thiền hay là một bãi cỏ chăng nữa, nó chỉ là pháp, nhưng nó phải phù hợp với độ tuổi và phù hợp với thời điểm lịch sử thì nó mới tạo ra cái sự an lạc. Thì cái đó gọi là pháp, thì pháp nó sẽ biến động. Và cái người đứng đầu một doanh nghiệp thì cầm cái gì ạ? Cầm tư tưởng, còn pháp nó sẽ biến động. Đấy. Hay là tôi lấy ví dụ thế này. Nếu tư tưởng của Đảng là một đất nước do dân vì dân thì mọi cái pháp ngày hôm nay là luật này, mai là luật khác, nhưng mọi cái luật nó có thể thay đổi, nhưng cái đích cuối cùng đều là do dân vì dân. Thì cái do dân và vì dân là cái mà được nắm giữ, nó không bị, nó bất biến, nhưng còn cái luật pháp thì nó có thể thay đổi, nhưng cuối cùng đích đến đều là do dân vì dân. Vậy luật có thể thay đổi nhưng tư tưởng của luật là không thay đổi. Và nếu mà thay đổi luật mà bạn bảo là luật năm ngoái nó khác, năm nay nó khác, thì như vậy bạn mới là người chấp pháp. Hay trong doanh nghiệp thì sứ mệnh là không thay đổi, nhưng cơ cấu tổ chức có thể thay đổi, trải nghiệm khách hàng có thể thay đổi, sản phẩm có thể thay đổi, cách quản trị có thể thay đổi, mô hình kinh doanh có thể thay đổi, mọi thứ đều có thể thay đổi, nhưng tư tưởng của doanh nghiệp là không thay đổi. Thì như vậy vạn pháp nó đều biến động từng ngày từng ngày. Và nhân viên thì thấy doanh nghiệp mà thay đổi thì doanh nghiệp bảo là gì? Nhân viên bảo là gì ạ? Công ty này thay đổi luôn xoành xoạch. Không phải, họ không chấp pháp nên họ mới thay đổi luôn xoành xoạch. Và chính những doanh nghiệp thay đổi luôn xoành xoạch thì doanh nghiệp đó mới là doanh nghiệp thành công, vì pháp nó biến động hàng ngày. Còn những doanh nghiệp nào mà pháp mà không biến động, tức là sản phẩm cũng không biến động, con người cũng không biến động, cách làm cũng không biến động, tức là cách đây 10 năm vẫn pháp đấy, bây giờ vẫn pháp đấy, thì công ty đấy mà tồn tại được quá 20 năm thì là chuyện quá lạ. Như vậy pháp nó sẽ thay đổi nhưng tư tưởng của doanh nghiệp sẽ giữ lại. Và kẻ nào muốn giữ lại cả pháp sau 20 năm thì tư tưởng còn nguyên và tất cả các pháp còn nguyên, nhìn lại vẫn đám người cũ, nhìn lại vẫn cách làm cũ, nhìn lại vẫn sản phẩm cũ, mà công ty ấy sống được, ấy mới là chuyện lạ.